là video cuối cùng năm 2020. Bye bye. Yes. Nhưng hôm nay mình sẽ làm những cái trends năm 2020. Kỹ là năm 2020 là một năm rất là, phải gọi là một năm quá là sớm. Mình thấy là có rất nhiều trends rất là hay, nên mình sẽ làm lại trong video hôm nay. Và kiểu như là nhớ lại cái thời 2020 của tụi mình. Yes. Bây giờ mình sẽ vào thôi. Ooh. Oh my god, các bạn biết sao không? Để cho các bạn coi cái này nè. Oh my god. Nhìn nè. Hồi nãy mình đã ra một ý kiến rất là hay. Và mình đã cắt tóc của mình. Nên bây giờ mình có hai cái cọng râu này. Mình không biết nhìn ổn nữa nhưng... Yes. Bây giờ mình vào các trendy thôi. Nãy giờ mình cười về cái câu trendy này. Cái đầu tiên mình nghĩ đến khi mình nghĩ đến năm 2020 là cái trend cà phê. Oh no. Cà phê bò. Các bạn nhớ cái đó không? Cái đó mình nghĩ là hồi... lúc đầu mà có bị Covid đó là mọi người ở nhà là cà phê bọt. Mình nghĩ là rất là lâu rồi mình đã làm một cái video về cà phê bọt. Đây là cà phê mà không có đường. Nó chỉ là cà phê không. Và mình sẽ cần đường. Đây là đường. Các bạn nhìn thấy không? Đường. Và nước. Và nước. Và mình cần sữa. Mình có cái này nữa nè. Đây là cái máy để mình đánh cái cà phê. Hay nè, để các bạn nhìn nè. Mình sẽ đánh nó trong cái ly này. Đầu tiên mình nghĩ là mình cho vào 3 muỗng đường, 3 muỗng cà phê và 3 muỗng nước. Rất là thơm. Thì mình sẽ cho vào 3 muỗng cái này. 3 muỗng đường. 1, 2, 3. Và quá là nước. 1, 2, 3. Mình sẽ xài cái máy này để mình đánh. Trời ơi. Ok. Các bạn biết sao không? Mình nhớ hồi đó mình đánh bằng tay á, nên nó bị đau tay mạnh bạo luôn. Hiện tại thì nó cũng khá là ok. Ok, mình nghĩ là được rồi. Các bạn nhìn nào. Để mình thử. Đáng dữ vậy. Bây giờ mình sẽ làm một cái nhìn rất là hay. Và đây là mình ráng là một YouTuber làm video đã mắt đã tai. Vào thôi nào. Tiếp theo thì là cái trend mà kiểu như là rất là ngon. Hình như nó gọi là bánh mì, bơ, tỏi, phô mai, Hàn Quốc gì đó. No. Kiểu như là ở bên đây mình không biết mua ở đâu, nên mình đã hỏi các bạn là mình nên mua ở đâu. Và mình đã tới đó và mình đã mua. Nên đây là cái khúc mình tới đó. Ok, bây giờ mình vào thôi. Và mình thấy chỗ này rất nhiều lựa chọn luôn. Nhưng mình tới đây là tìm cái này chứ không có tìm gì khác. Thế luôn, mình sẽ lấy một em này. Một cái này thì là 3 đô. Còn đứng tạo kiểu nữa. Thôi đi. Ok, bây giờ mình sẽ tính tiền. Nhưng anh mình thì mua bánh trứng. Ok. Hold it up. Có làm gì đâu mà sủa người ta. Vừa nhìn thấy cái xe này quá là ngầu luôn. Và mình cảm ơn bạn Tracy Huỳnh đã giúp mình tìm được cái chỗ này. Đợi đâu mất rồi. Và đây là nó nhìn rất là đẹp gái. Wow. Ok, mình sẽ gấp nó rất là cẩn thận. Là vì mình không có muốn làm rớt. Hello. Không biết mình có làm nướng cái giấy này được nữa. Mình nghĩ là được. Yes. Mình sẽ đóng nó và nướng cho 5 phút. Trời ơi. Wow.
Thì cái bánh mì của mình nó đã xong rồi. Nó có nhắc nhở mình đến Việt Nam là vì kiểu như là mình nhớ là hồi cái này là một cái trend đó, mình ăn gần như là mỗi ngày luôn. Cái mùi tỏi thơm thúi của nó làm mình có tình cảm. Và bây giờ mình sẽ uống và ăn hai cái này cùng với nhau. Đợi đó. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử cái này. Đợi quên, làm như vậy chứ. Cái tay mình dính. Nhìn nè, nhìn rất là ngon. Đây là điệu nhảy ăn ngon của mình nè các bạn. Còn nhúng nhúng nữa. Nó còn ngon luôn. Nó đắng dữ vậy. Ai biểu quên chuột. Oh my god, cái miệng của mình kiểu như là cái khúc ở trên á, khi mình hút cả đống khúc ở trên á, cái miệng của mình nó cảm giác như là mình đang bị cà phê tấn công cái lưỡi của mình vậy. Nhưng mình nghĩ là khi mình trộn lên nó rất là ngon. Mình sẽ lấy cà phê xong mình cho lên đây. Đây gọi là cái bánh mì hot trend. Các bạn hãy đừng bao giờ làm như vậy nha. Bây giờ mình sẽ ngồi đây ăn uống hai cái này. Thì cái trend tiếp theo này là cái trend kiểu là mình thấy rất là lạ. Đấy là cái trend chui vào máy giặt xong rồi chụp hình. Bây giờ mình sẽ thử làm. Yes, mình đang ở trong phòng giặt. Oh my god. Cái này là máy giặt. Hello. Mình sẽ mở nó ra và cho cái điện thoại mình vào. Sẽ cho nó vào. Cái đầu của mình. Xong rồi mình làm cái gì? Hả? Cái gì thế? No. Ok, đem sọt tay mình vào. Rồi. Oh no. Oh my god. Ok, cái đầu như vậy đủ mới giặt rồi. Cái chân. Bye bye. Hello. Thì cái trend tiếp theo của năm 2020 là những cái kiểu như là những cái đồ mà ăn liền của Trung Quốc, những cái lẩu tự sôi và những cái ly mà người ta cho vào. Nên bây giờ mình sẽ làm thử cái này. Cái này nhìn cũng ngon. Và cái này là hey thang chân chu của hồng xiao. Cái gì đó tiếng Hoa nhưng cái này, đúng rồi. Và ở trên đây có một anh chàng quá là đẹp trai. Wow. Bây giờ mình sẽ làm thôi. Hello, mình rất là gần. Thì ở trong đây thì có, để coi nè. Có gì nè. Thì có một cái ly, có cái này gì? Đậu đỏ. Cái gì cái này? Cái này là chân châu. Ok. Yes. Nani? Thì đây là cái trà sữa của mình. What? Cái ốc gì mà ngố dữ vậy? Hiểu rồi. Thì mình sẽ cắm cái này vào đây. Hello. Hiện tại nó hơi bị nóng, nhưng mình sẽ thử uống nóng. Là vì bây giờ ở ngoài đang lạnh 9 độ nên uống nóng cũng phù hợp. Nóng. Chơi ngu hút cả đống nước nóng vào luôn. Mình nghĩ cái trà sữa này là cái trà sữa mà giống như là trà sữa thiệt nhất. Không phải là trà sữa thiệt hay giả, nhưng giống như là nó giống như là trà sữa mình uống trong tiệm nhất. Để mình thử chân châu. Mình cảm thấy mình sẽ bị phỏng mồm nhưng mà không biết nữa. Nóng cái mình. What? Oh no. Nó rất là ngon. Oh my god. Ok, mình thích cái này. Yes. Quá hoàn hảo.
Ok. Chân châu hơi dài. Si bum. Ok, cái trend tiếp theo là cái trend mà kiểu như là các bạn biết cái mà lấy cái gối á, xong rồi mình cột ở đây, xong rồi mình cột thắt lưng, xong rồi nó là một cái váy gối. Mình sẽ thử làm cái đó bây giờ. Nhưng mình kiểu như là mình cũng không có muốn cởi chuồng ở dưới. A few moments later. Mình đã thay ra cái áo không có nách. Trời ơi, cái áo này nó không có ăn nhập với cái quần. Mình sẽ thử làm cái... Ok. Thì mình có cái gối này và mình sẽ cột nó ở đây. Rồi mình làm như vậy. Hello? Phải làm như vậy. Oh my god. Yeah, xong rồi. Xỏ nó như vậy, phải không? Ở đây. Xích nó lại. Wow, quá là thời trang luôn nè. Như vậy mới là nhìn ngầu nè. Wow. Oh my god. À, cái mũi của mình, nghẹt mũi. Ok, quá là ổn. Có thể ngày mai mình sẽ mặc cái này ra ngoài đường, rồi cho mọi người thấy là mình quá là thời trang. Wow, quá là ổn. Và đó là cái đó. Woo. Quá là ngầu. Woo. Thì cái trend tiếp theo là cái trend mà mình nhảy nhảy, xong rồi mình cởi lên cái này, xong rồi mình nhảy chỉnh sửa sao mà giống như là mình đang bay. Chỉ là mình cảm thấy là mình đang hơi bị lạc hậu về những cái trend Việt Nam. Nên rất là nhiều trend mình chưa làm, nhưng cái trend này mình rất là muốn làm. Để coi nè. Mình nghĩ là mình chỉ cần bỏ cái này ở đây, rồi mình nhảy lên như vậy, xong rồi mình edit làm cho nó giống như là mình bay. Đúng rồi. Ok, để coi. Còn mệt hơn tập thể dục nữa. Oh my god. Bây giờ mình nằm. Đang trong một trạng thái không ổn. Trời ơi. Và đây là thêm các trends của năm nay. Đeo khẩu trang. Ê yeah. Thơm bằng ớt. Đụng đầu bây giờ. Tình yêu như đã thịt gà chén nì ơi. Tình yêu như đĩa thịt gà. Người trẻ áo hức người già ê. Rồi ui, mình nên dừng cái trò hề này. Đầu cắt môi mặt cười. Và đó là vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp mình có một năm 2020 quá là tuyệt vời. Và ok, bye bye. Hello, bạn Jenny Huỳnh Fan Club. Đừng có đăng video của mình lại nữa nha. Ok, bye bye.